Nam Mô Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế. Tức là trên trời có 36 ông trời lận, mình nói Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế biết có ông nào không? Nhất Thiên Thiên nghĩa là một ông trời tối cao nhất. Mình xin cái gì mình phải xin cha trước, thì cha mới ban lệnh cho mấy vị thần đứng đây, mấy vị thánh đứng đây trị bệnh tập thể. Cho nên dầu có 5.000 người, 10.000 người thì cũng xin trị bệnh được hết á. Nhưng mà lâu nay là mình trị bệnh âm thầm, tại vì mình lộ liễu quá, chúng chửi mày là ngốc mà sao mà trị bệnh được. Rồi mình trả lời làm sao? Khó lắm à, không phải dễ. Chúng sanh tâm tánh cương ngương cương nghì lắm, không phải dễ mà cho họ hiểu. Rồi sao mình khấn mẹ Nam Mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu, nghĩa là mình khấn hai cái đó. Tức là ngoài kia đó, tất cả những vị Bồ Tát, những vị Thánh Mẫu, có muôn trùng Thánh Mẫu, hàng nghìn Thánh Mẫu, bây giờ ai cũng kêu mẹ là Phật Mẫu Duy Trì. Nhưng mà Phật Mẫu Duy Trì có nhiều lắm, mà địa mẫu là trái đất. Nhưng mà kêu mà đúng tên mẹ mà mẹ hiểu liền đó, là cái đó. Trong tất cả các mẫu bên bên cõi nào cũng có mẫu hết, mà mình muốn kêu mẹ mình là cái đó, để trên dạy việc từ nhỏ vậy. Chứ giờ hồi xưa đâu có biết, cứ nói mẫu mẫu, thiếu gì mẫu.